Truyện Tiên Hiệp phàm Nhân Tu Tiên Chương 925 Hoàng Tộc Đại Tấn Hỏa Điện là công trình kiến trúc trọng yếu nhất của luyện khí điện. Diện tích bề ngoài mặc dù không tính là phi thường rộng, nhưng chia làm ba tầng, thường, trung, hạ. Thường tầng là nơi tài liệu chất đống, trung tầng là nơi nối thông địa hỏa để luyện chế tài liệu, chỗ luyện chế linh khí bậc thấp nhưng mà hạ tầng đã vào sâu hai ba mươi trường dưới đất, vốn chuyên là chỗ dùng để luyện chế linh khí bậc cao, nhờ vào một luồng địa hỏa chi tinh trong địa hỏa trì. Mật thất luyện chế tài liệu bình thường của hàng lập, vốn ở trong một gian mật thất của trung tầng. Mang theo vị lục tú quần chúa này, hàng lập không chút hoang mang, đi tới gian mật thất bên này. Trong mật thất có vẻ hơi bừa bộn, hắn tự mình thu dọn lại. Nơi này chính là nơi sư huynh luyện chế vật phẩm sao thiếu nữ tò mò quan sát toàn bộ bên trong mật thất không quá lớn nhưng đặc biệt giữa mật thất có một khẩu đài định và bốn phía trên mặt đất phân bố tám cái pháp khí bộ dáng như hồ lô càng cảm thấy hứng thú từ hồ lần đầu tiên nhìn thấy nơi để luyện chế pháp khí như thế này như thế nào quần chú trước kia đều không có luyện chế qua pháp khí sao đuôi lông mày hàng lập hơi nhíu lại là nhạt nói ra ta từ nhỏ liền theo Ngọc Di tu luyện công pháp, làm sao có thời gian đi học luyện khí chi đạo, bình thường chỉ là trong phủ tu luyện thôi. Cùng trang thiếu nữ đưa tay, bộ vỗ quay định một chút, mỉm cười nói. Tu luyện trong phủ, chẳng lẽ vương phủ là tu kiến ở trên một linh mạch chi địa? Hàng lập đệ tâm, một bên thu dọn tài liệu hỏng trong định, một bên tùy ý hỏi. Di, sự huynh vốn cũng không biết thân phận chính thức của ta sao? Sẽ thật không đem ta trở thành quần chúa gì đó nhà vương gia nào của Đại Tấn chứ? Thiếu nữ giật mình, đột nhiên môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Ta hạ vốn thiếu hiểu biết là không rõ lắm thân phận chính thức của quần chúa. Hàng lập trong lòng vừa đồng, bật cười ha ha nói ra. Thiếu hiểu biết, <laughs> như vậy thì tốt quá. Ta cũng không cần lại mang cái dáng điệu quần chúa. Kỳ thật, vị hoàng thượng đại tấn kia, ta căn bản là chưa từng gặp qua một lần cũng chỉ là cùng hoàng tộc có một chút quan hệ sâu xa. Lúc trước, vẫn đều là theo sư phụ ở đồng phụ trong núi tu hành, nhưng chưa bao giờ đi qua vương phụ gì đó đâu. Trong mắt thiếu nữ, vẻ vui đùa chợt lóe cả người khi chất đột biến, từ một vị đại tiểu thư dáng vẻ ung dung, lại một chút biến thành một vị thiếu nữ tình quái, tình ranh. Không phải là hoàng tộc. Trên mặt hàng lập có chút ngạc nhiên, nhưng không biết là vì sự biến đổi đột ngột của thiếu nữ mà thất kinh, hay là bị nội dung trong câu nói này làm cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế nào? Bị dọa cho giật mình sao? Kỳ thật cái hiệu phong quận chúa này thật cũng không phải là giả dạ đâu. Đúng là đường kim hoàng thượng tự mình phong xuống. Nếu không phải trước khi khi đi ra, Ngọc Di nhất định muốn ta không thể làm mất thể diện hoàng tộc. Ta mới chẳng buồn bỏ tay bó chân, giả dạ vờ như vậy mà tới đây chứ. Kết quả, trên đường là bị bọn người kia vướng víu, trải qua cả ngày không thể không ý ạch à à nói chuyện, thật sự rất là không thú vị. Hiện tại nơi này cũng chỉ có một mình hàng sư huynh, cuối cùng có thể tự tại buông lỏng một chút. Sư huynh sẽ không phải là người không biết điều, sau khi rời khỏi đây hộ ngôn loạn ngữ chứ. Thiếu nữ đặc mông ngồi trên một cái ghế duy nhất trong mật thất, vừa nghiêng đầu cười hì hì, vừa nói Hết thảy, đều tùy theo quần chúa đi ta đều chưa từng nhìn thấy điều gì. Nhưng mà, lệnh tổ hẳn không phải là người bình thường. Hàng Lộc ho khang vài tiếng, xem như hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đại tấn, tứ đại tán tu, hàng huynh đã nghe qua chưa? Tổ phụ ta chính là một người trong đó. Thiếu nữ không có chút ý giấu diếm nào, gợt gù đắc ý nói, tự hồ có chút tự hào. Tứ đại tán tu, tại hạ cho dù có thiếu hiểu biết, lại như thế nào có thể chưa từng nghe nói qua nguyên lai quận chúa là con cháu cao nhân, tại hạ thật sự là thất kính, thân phận này so với thân phận quận chúa kia cũng không kém hơn. Nói vậy sau này, nhất định tiền đồ rộng lớn. Hàng Lập nghe thấy lời ấy, sắc mặt khẽ biến, trong lòng thật sự giật mình. Tứ đại tán tu, ban đầu hắn từ trong miệng tạo mộng dung nghe nói qua. Trong đó vừa có nguyên anh hậu kỳ, cũng có nguyên anh trung kỳ, nhưng mỗi người đều có thần thông. Thật sự Nguyên Anh tu sĩ bình thường còn xa mới có thể so sánh được. Ê, có đúng không? Cơ hội mỗi người biết tên tuổi của tổ phụ ta đều trả lời ta như vậy. Nói vậy, hẳn là không giả đi. Thiếu nữ thật cũng không có khách khí, rồi tiếp nhận lời khen tặng của hàng lập. Hàng lập vuốt vút cái mũi, cảm giác có chút đau đầu. Lập tức không còn để ý tới thiếu nữ. Hai tay kết quyết, vài đạo pháp quyết đánh ra, vội trên đại đỉnh nhất thời tại trên đỉnh phát ra một hồi vù vù. Ngay lập tức, hồng quang lượng lờ, chậm rãi hiền lên. Thiếu nữ không chút nào che giấu tò mò của bản thân, trợn một đôi mắt đẹp đen như bảo thạch, nhìn cử động của hàng lập, mắt cũng không chớp một lần. Đem tài liệu lấy ra đi. Hàng lập chờ cự đỉnh sau khi hoàn toàn bị kích hoạt, vừa xoay mặt đối diện nói với thiếu nữ. Cho ngươi, nói rõ cho huynh trước, lời bên ngoài vừa rồi không tính nha, chỉ là trước mặt người khác, nói lời khách khí mà thôi. Sự huynh nếu thật sự là luyện hỏng huyết tiền ngân ta thật vất vả tìm được, huynh nhất định phải bồi thường cho ta đó. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, lại khẽ cười nói, sau đó tay ngọc vừa lật, đem trong túi trữ vật từ bên hông, móc ra một đồ vật cỡ nắm tay, trực tiếp ném tới. Ánh bạc long lánh, giống như ngần khoáng thạch bình thường, trong đó xen lẫn vô số tia nhỏ như vết máu. Nhìn khoáng thạch trong tay, lại nghe được thiếu nữ vui cười nói ra ngôn từ như vậy. Hàng Lập biết trợn mắt mà thôi. Loại tài liệu hiếm có này, đừng nói là đệ tử luyện khí kỳ, chính là trúc cơ kỳ, cũng chưa chắc có thể cầm tới một khối. Nàng đúng là một tu sĩ luyện khí kỳ quái lạ. Ngay lập tức, Hàng Lập cũng không nói nhiều lời, vườn tay, vật trong tay lại ném vào trong đỉnh. Sau đó, vừa hướng trong đỉnh, quan vào mấy loại tài liệu phụ trợ khác nhau. Liền khoanh chân ngồi dưới đất, hướng trên thân nhất trương phù vỗ nhẹ một màn hào quang màu lam nhạt từ trên người hiện ra trong miệng cũng truyền đến tiếng chú ngữ kết quả tám cây pháp khí hình hồ lô trên mặt đất đồng thời linh quang đại phóng sau khi miệng hội hồ lô hồng mang chớp động đột nhiên phùng ra tám đạo cột lửa đỏ đậm vừa lúc ban tới nửa phần dưới của cự định nhất thời một luồng khí cực nóng khiến người hít thở không thông chặn ngập cả gian mật thất ngay lúc hạng lập vội vàng luyện hóa huyết tiên ngân trong một tòa lầu cát u tịnh vắng vẻ tại đỉnh núi đã có một đạo cô lớn tuổi thần sắc lạnh như băng cùng một người trung niên mỹ phụ thần sắc ngân trọng đang nói điều gì trên lệch thời gian không nhiều lắm chứ vì một lần chuẩn bị này hoàng tộc chúng ta đã chuẩn bị suốt hơn 400 năm nay trải qua bảy tám đại đế vương khổ tâm kinh doanh mới có thể một tia phòng thanh đều không để lộ nhưng nếu là thất bại không có được hai món bảo vật kia sợ rằng cả hoàng thất sẽ lập tức gặp đại hòa đừng thấy chúng ta nghiệp gia mấy năm nay âm thầm ẩn tàng có không ít thực lực nhưng nếu cùng phần đạo và các thế lực thật sự va chạm sợ rằng vẫn là không chịu nổi một kích mà đám hụ nho của nhò mồm kia đừng nhìn mồm loa mép giải giữ gìn hoàng quyền nhưng thật sự động chạm đến lợi ích của bọn họ đầu tiên ra tay đối với chúng ta chỉ sợ cũng là bọn hắn ta cuối cùng cũng cảm giác lần này nghiệp gia chúng ta là đang đùa với lửa rồi. Đào cô thần sắc trầm trọng nói ra. Cô mẫu nói như vậy, chúng ta như thế nào không biết chứ. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất để nghiệp gia chúng ta hoàn toàn thoát khỏi kìm kẹp của các thế lực khác. Chớ quên thất thúc tổ bọn họ như thế nào mà phải bỏ mạng, cũng không phải thay thế lực hoàng thất chúng ta hơi lớn hơn một chút vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ, vài thế lực lớn lập tức liên thủ, mình ám đưa bị thuốc tổ bọn họ ra tay. Sau đó, vẫn chỉ là tìm vài cái lý do liền phủi hết trách nhiệm. Nếu không lên động, thoát khỏi loại khốn cảnh này, hoàng tộc nghiệp gia chúng ta tại tu tiên giới có danh xưng là đệ nhất thế gia. Nhưng trên thực tế, chẳng qua là vật hy sinh của vài thế lực lớn để bọn họ thỏa hiệp mà thôi. Chỉ cần tin đồn kia là thật, thật có được đến hai món lên bảo kia. Hơn nữa, nghiệp gia chúng ta những năm gần đây khổ tâm bồi dưỡng thế lực là có thể làm cho các thế lực khác sợ ném chuột vỡ đồ, lại không dám đối với người của nghiệp gia chúng ta dễ dàng xuống tay. Tuy nguy hiểm nhưng vẫn đáng để mạo hiểm. Bị phụ khẽ thở dài, chậm rãi nói mặc dù là tu tiên giới vùng có sớm truyền thuyết thông thiên lên bảo uy lực to lớn không thể tưởng được nhưng ta còn rất khó tin tưởng chỉ bằng vào hai món bảo vật là có thể nghịch chuyện càng khôn có thể cùng các thế lực lớn bằng vai phải lứa ta sợ ngược lại khéo quá hóa vùng hoàn toàn khơi dậy sự dòng ngó của các thế lực khác đưa tới tai họa mang ngọc có tội chớ quên cho dù có thông thiên lên bảo các thế lực này sau lưng còn có tồn tại loại cấp bậc này mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng chỉ cần tùy tiện đi ra một người đều có khả năng tiêu diệt nghiệp gia chúng ta. Đạo cô trong mắt hàng quan chợt lóe cực kỳ kiên kỳ nói ra. Tồn tại cô hóa thần kỳ, tại nhất giới này của chúng ta, căn bản chính là tồn tại vô địch. Cho dù tam thuốc bá bọn họ cầm trong tay thông thiên lên bảo, đối mặt lão quái vật bật này, phòng trường cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình thôi. Bất quá việc này, cô mậu cũng không cần quá để ý nghiệp gia chúng ta sớm ở trăm năm trước liền bắt đầu âm thầm điều tra tồn tại và nhược điểm của lão quái vật này kết quả trải qua nhiều phương diện phân tích chúng ta phỏng chừng tính tuổi thọ của lão quái vật này nếu thật sự như ước lượng vậy so với nguyên anh kỳ tu sĩ còn có thể sống lâu hơn nghìn năm đại tấn này hai năm qua tiến dài hóa thần kỳ cùng với tu sĩ có thể tiến dài hóa thần kỳ cũng không có mấy người hơn nữa trong đó còn có một phần nhỏ bình yên phi thăng đi linh giới còn lại lưu lại nhân giới cũng nhiều lắm hai ba người mà thôi. Hơn nữa những người này dừng lại ở nhân giới không đi, cũng phải trả cái giá thật lớn. Chẳng những không thể dễ dàng cùng người ta ra tay đấu phép, chính là ra tay cũng là tận lực đem tu vi đẹp thấp lại tại trình độ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng kể từ đó, mấy lọ quái vật này cũng không phải là như trong lời đồn là không thể chiến thắng. Hủng hộ mấy lão quái vật này cũng hơn nữa sẽ không bị loại chuyện hưng suy của một thế lực mà ra tay. Trùng niên Mỹ Phụ sau khi nhíu mày trên trọng nói. Việc này các ngươi làm sao mà biết được? Đừng nên nói với ta. Tất cả điều này là đều suy đoán của các ngươi hoặc chính tự mình dò la được. Bao năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn minh bạch bí mật cùng tin tức của hóa thần kỳ tu sĩ lưu lại ở nhân giới, nhưng cũng không có kết quả ngươi chỉ cần hơn trăm năm liền có thể tin tưởng như vậy thần sắc còn rất tự tin thực tượng ta già cả hội đồ dễ gạt gầm sao rốt cuộc còn giấu giếm điều gì không nói lão đào cô nhưng không hề vui mừng ngược lại sắc mặt chợt âm hàn nhưng chúng ta quyết không có gì lường gạt mẫu cô mấy tin tức này mặc dù không phải bổn tộc nhân nghiệp gia chúng ta điều tra ra nhưng là từ trong miệng một vị trưởng lão gia tộc mấy năm trước mới thừa nhận mà biết được Chúng ta tính toán một chút, cùng manh mối khác có được, toàn bộ đều ăn khớp, cho nên nói là nghiệp gia chúng ta tìm ra, thật cũng không có sai. Bị phụ vừa thấy cô mẫu của mình tức giận, bụi vàng mở miệng giải thích nói. Chương 926 Ô Phong Linh Lúc trước sao? Diệp gia khi nào lại tăng thêm một vị trưởng lão? Là tán tu hay là tu sĩ? Không có vấn đề gì chứ đạo cô bỗng nhiên cả kinh liên tiếp hỏi tới cô mẫu có việc an tâm kệ này chẳng phải là tu sĩ đại tân chúng ta mà là tán tu từ bên kia thiên lang thảo nguyên tới một thân thần thông rất mạnh hơn nữa đã phái người dò xét qua nội tình la lịch tuyệt đối không có vấn đề thiên lang thảo nguyên đích xác có một vị tu sĩ như vậy bởi vì đắc tội thiên lang thánh điện không thể không trốn ra mà tránh họa hơn nữa chuyện tình nồng cốt của gia tộc một mực chưa từng để lộ cho người này. Mỹ phụ trong lòng đã có dự tính liền nói. À, cái này vẫn còn không sai biệt lắm. Mặc dù ta không tán thành kế hoạch tiếp theo của các ngươi, nhưng mà các trưởng lão khác đều đã đồng ý kế hoạch này. Hơn nữa cũng đã bắt đầu thực hiện. Hai kiện thông thiên lên bảo này liền nhất định phải nắm bắt tới tay. Sự tình đằng sau chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Sau này người vẫn còn phải cẩn thận một chút tài mắt của các thế lực lớn không phải chuyện đùa. Chúng ta hành động hơi chút lớn một chút liền sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Ngàn vạn lần chớ lộ phong thành tin tức này ra. Lão niên đạo cô lại dặn dò. Cô mẫu à, chúng ta chỉ sợ đã khiến cho một ít người để tâm hoài nghi. Trước đó vài ngày, tu sĩ tới đóng ở kinh thành của vài thế lực lớn, bỗng chốc nhiều hơn rất nhiều. Mỹ Phụ cười khổ một tiếng, có chút bất đắc gì nói. Nguyên Anh Kỳ tu sĩ đã tăng thêm rồi. Đạo cô trong lòng trầm xuống, sắc mặt khẽ biến hỏi. Cái này thật không có, Gia tăng đều là kết đăng kỳ tu sĩ. Nguyên Anh cấp bậc cũng giống như trước đây, mấy người nọ vẫn ở đóng trong kinh. Mỹ Phụ lắc đầu, cái này cũng được, xem ra bọn họ vẫn chỉ là có điểm hoài nghi, cũng không có thực phát giác điều gì. Bên này Tam Hoàng Quang từ lúc đưa ra tin tức muốn luyện chế trọng bảo đã hấp dẫn lực chú ý của không ít người. Nếu không các người bên kia khẳng định áp lực lớn hơn. Lão đạo cô thần sắc hòa hoàng xuống. Cô mẫu chỉ bảo rất đúng. Bất quá mặc dù bên này tam hoàng quan chỉ là dụ hoặc nhưng kiện linh bảo phòng chế phẩm nọ nếu thật sự có thể luyện chế thành công cũng có thể khiến thực lực chúng ta tăng lên không ít. Có thể nói cần hết sức đem bảo vật này luyện chế ra bị Phụ sau khi suy nghĩ một chút nói lại như vậy. Cái này trong lòng ta đều biết. Bình sơn ấn, loại bảo vật này có thể khai sơn liệt địa. Nó cũng không giống một loại phòng chế phẩm. Nếu có thể luyện chế ra, cơ hồ tương đương với tự dân tăng thêm một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ta sẽ đem hết toàn lực. Trái lại, ngươi nhị bá bọn họ, nói là muốn lôi kéo một ít tán tu trong hàng cao nhân. Rốt cuộc đã tiến hành như thế nào? Nói rõ cho ta nghe lão đạo cô lời nói vừa chuyện, quan tâm hỏi tới một việc khác. Lời kéo tán tu, rất lâu trước đây đã bắt đầu. Hai người trong tứ đại tán tu đều đã đáp ứng cung phụng hoàng tộc chúng ta. Mà khác, hai người còn lại đều hành tung phiêu giật. Càng bạn không cách nào nắm giữ hành tung, chưa nói tới việc lôi kéo. Chẳng qua Tây Bình Sơn, Quỷ Vương cùng bạn yêu cốc phó cốc chủ Hùng Sư cũng tình nguyện vì hoàng tộc chúng ta mà ra mặt, không hề bị vài thế lực lớn khống chế đáp ứng đến lúc đó trợ giúp chúng ta một tay. Mặt khác, những tiểu tổng môn đối với chúng ta tỏ vẻ thiện ý. Sau đó, Hoàng Thanh Quang lão đạo cô cùng trung niên mỹ phụ tại Lầu Cát tiến hành bàn bạc càng thêm tỉ mỉ. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Trong địa họa viện, vị lục tú quần chú kia mở to hai mắt, nhìn một khối kim loại màu bạc to như trứng gà lớn, đang trong tay, đồng thời bị huyết ti ngân quang bao phủ bên ngoài trên mặt tràn đầy vẻ hoàng hỷ. Hàng sư huynh, không nghĩ tới huynh thật sự đem khối huyết tiên ngân này luyện chế ra được, thành phần còn lại phi thường cao. Xem ra vị vi lão kia thật đúng là được, ngay cả đệ tử cũng có đẳng cấp luyện khí thuật tinh xảo như vậy. Ta chạy qua được mấy phường thị luyện khí lầu, luyện khí sư chỗ đó đều không có khả năng nắm chắc luyện chế ra được. Cùng chàng thiếu nữ vừa thưởng thức tài liệu trong tay, vừa cười hì hì diện giải với hàng lập luyện khí thuật vì sư bá truyền thụ tự nhiên không phải luyện khí sư phương thị bình thường có thể sánh được hơn nữa tại hạ cũng không phải đệ tử vì sư bá cũng chỉ là tạm thời hỗ trợ tại luyện khí điện mà thôi thời gian vừa qua vẫn còn phải dốc lòng tu luyện luyện khí thuật bây giờ chỉ có thể là thuận thế mà học thôi hàng lập khe khẽ mỉm cười bình tĩnh nói như vậy sao thật là đáng tiếc huynh có thể đem huyết tiên ngân luyện chế ra Hạng là ở trên phương diện luyện khí rất có thiên phú. Thiếu nữ nghe Hạng Lập nói như vậy, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu giúp quần chúa luyện chế xong huyết tiên ngân, tại hạ còn có chuyện khác quan trọng cần xử lý, cũng không bồi tiếp quần chúa. Hạng Lập bắt đầu thu thập pháp khí, bộ dáng đền cáo từ. Đừng nóng vội, chẳng lẽ bụng quần chúa lớn lên rất xấu, khiến sư huynh vội vàng rời đi như vậy? Lại nói, ai đã bụng quần chúa chỉ luyện chế đồ bật như vậy, À còn có tài liệu giống như vậy, cần xử lý một chút. Ban đầu không biết sư huynh luyện chế thành thục như thế nào, không dám tùy tiện lấy ra. Hôm nay tự nhiên đối với sư huynh tin tưởng mười phần. Thiếu nữ đem huyết tiên ngân sau khi vừa thu lại, cười hiếp mắt nói. Sau đó từ trong túi trữ vật bên hông, xuất ra một cái hộp ngọc dài hơn thước, trực tiếp ném cho hàng lập. Hàng lập cảm thấy đầu có chút phình ra. Còn có tài liệu để luyện chế quần chúa cũng quá đề cao tài hạ rồi. Bạn tu vi của ta, luyện chế xong huyết tiền ngân cũng đã sức cùng lực kiệt. Lại luyện chế tài liệu khác, tài hạ thật sự có lòng nhưng mà lực không đủ. Hàng lập cân nhắc đặt hộp ngọc xuống, không hề có mở nó ra, vẻ mặt sầu khổ nói. Như vậy a à, điều này cũng đúng, pháp lực của huynh đúng là cái điểm đông càng. Bất quá, đồ vật lần này có thể không dùng đến luyện chế, ta chỉ là muốn để cho sư huynh giúp ta, đem tài liệu này hơi xử lý một chút thôi, giữ lại phần lớn linh tính tài liệu bị mất. Nhưng phải nói trước với sư huynh nha, đồ vật này sau khi sư huynh nhìn qua, đừng tiết lộ cho người thứ hai biết, đây chính là vật mà ta thật sự không dễ mê có được. Trong thiên hạ, phạm chừng cũng không có mấy kiện đâu. Cùng trang thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu, lộ ra vẻ đắc ý. Tài liệu gì mà quý hiếm như vậy? Hạng lập có chút kinh ngạc nhìn hộp ngọc trong tay một lúc, tò mò tiền tay đem nắp hộp mở ra. Kết quả chưa thấy rõ vật trong hộp, một cổ hồng mang chói mắt từ trong hộp bạo phát ra, không kịp đề phòng, lóe thẳng tới, làm hàng lập hoa cả mắt. Hàng lập thất kinh, trong mắt không khỏi làm bàn chợt lóe Mình thành linh nhãn nhất thời, mang theo bản năng tự động thi triển ra. a à huynh! Đây là... Thiếu nữ và hàng lập đồng thời kêu lên, tất cả đều tràn ngập vẻ kinh ngạc bất ngờ trong hộp ngọc là một nhánh vụ lên dài tới nửa thước, ông ánh lòng lanh, hồng quang lấp lánh, giống như một loại nhiệt họa biến ảo mà thành. Trường Linh hạo dương điệu, không đúng, hình như không quá giống. Hàng lập kinh ngạc nhìn trong hộp vật, trong miệng không khỏi thì thào nói. Cái gì mà hạo dương điệu? Của ta đây là trường Linh trên phần đuôi của ô phượng. Đây chính là lúc vài năm trước, tổ phụ mang ta đi hải ngoại, bái phỏng một vị đại thần thân tiền bối. Ta thừa dịp lên cầm của hắn đang ngủ, lén lén nhổ xuống. <laughs> Còn chim đần đồ này, một mình ngủ rất sâu. Từ đầu tới cuối cũng không có tỉnh lại. Đúng, ánh mắt của người thế nào chợt biến. bừa rồi là có thể phóng ra làm mang. Thật là có ý tứ đó. Đây là loại pháp thuật gì? Thiếu nữ trong miệng liêu riếu hỏi không ngừng còn người xoay tròn loạn chuyện không ngừng xem xét hướng hai mắt Hàng Lập, dường như muốn dò xét ra được điều gì. Nhưng Hàng Lập phát giác không ổn, sớm đem thần thông, mình thành linh nhãn thu liệm lại, tự nhiên lại không nhìn ra cái gì khác thường. Mà Hàng Lập nhìn chăm chú vụ linh trong hộp, thần thức đang cùng đại diện thần quân nói chuyện với nhau. Lòng đuôi ô phượng, ta nhớ không nhầm, cái này hình như là linh cầm hỏa thuộc tính, nội danh cùng hào dương điệu, có thể dùng lông đuôi của nó thay thế lông đuôi hào dương điệu được không? Hàng lập trên chồng hỏi. Ổ phòng tại trong truyền thuyết chính là một trong các nhánh của hòa phượng. Loại linh cầm này dĩ nhiên còn có thể đem huyết mạch từ lúc thượng cổ lưu truyền tới nay. Thật sự là làm cho người ta rất kinh ngạc. Đáng tiếc, hai loại tài liệu này cũng không cách nào thay thế cho nhau. Bớt quá, nếu là hơi có chút cải biến một chút. Nói vậy, trộn lẫn loại linh vụ này có thể làm cho tam diễm phiến của ngươi uy lực nâng cao một bậc. Nhưng là trước mắt cái này, linh tính trôi đi hơn phần nửa rồi, đã không thích hợp làm tài liệu. Kỳ quái, nằm đó ta đi du lịch Đại Tấn, như thế nào không có nghe qua là quái vật nào thuần dưỡng linh cầm này. Đại diện thần quân đầu tiên là một phen kinh ngạc, sau đó tâm tình tiếc hận buồn bực dâng lên. Như vậy sao? Hàng lập vừa nghe không thể thay thế, tự nhiên trong lòng vô cùng thất vọng. Lúc này cùng trang thiếu nữ vẻ mặt thiết tha mong chờ xem xét hàng lập. Xem ra đối với chuyện tình song mục tại sao mà phóng ra làm mang thật sự bộ dáng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thấy loại vẻ mặt này của thiếu nữ hàng lập sợ mũi trong lòng không khỏi cười khổ. Vừa đổi song mục có thể phóng ra dị quan kỳ thật duyên cớ chỉ là dùng một loại linh thủy lau đôi mắt. Ở cách làm này chỉ là có thể làm cho song mục hơi trong trẻo một chút chỉ là tu sĩ cấp thấp bọn ta tiểu đạo mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Hàng lập bất động thanh sắc, chậm rãi trả lời. Dừng linh thủy lau mắt, là linh thủy gì? Trong người ngươi có còn cái này không? Có thể tặng ta một lọ chăng? Thiếu nữ nghe vậy, tinh thần chợt động hừng phấn hỏi. Loại linh thủy này đều là chế biến tại chỗ mới có tác dụng. Ta nằm đó có được đã sớm trả lau xong, chỉ sợ làm cho quần chúa thất vọng rồi. Hàng Lập mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hàng Sư Huynh, người nói thật hay là giả đó? Sẽ không thấy ta nhỏ, cố ý lấy hương ngôn gạt ta chứ? Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, đem miệng hớt lên, vẻ mặt lộ ra không tin. Những câu Hàng Mộ nói là thật, sao dám lường gạt quần chúa? Bất quá ta đã có một dạng đồ vật khác, có lẽ quần chúa sẽ cảm thấy hứng thú. Hàng Lập cười khang một tiếng mới chậm rì rì nói. Giao dịch cái gì? Không phải người thích cái ô phượng linh thú của ta chứ. Thiếu nữ nghe xong hàng lập đó như vậy thì ngẩn ra. Tiếp theo nhớ ra cái gì, khẽ nở nụ cười, trong mắt hiện lên một tia dạo hoạt. Lục tú quần chúa chưa nói đùa. Thiên tại địa bảo bực này, ta là một tu sĩ luyện khí kỳ, há là dám vòng tượng. Tài hạ chỉ nghĩ hướng quần chúa chứng thực một việc, muốn quần chú giúp tài hạ xác nhận một lần. Hàng lập sau khi đem nắp hộp một lần nữa đầy lại cười khổ nói chứng thực sự việc. Điều này rất đơn giản, cũng không cần giao dịch cái gì. Người sẽ giúp ta đem cái ô phượng lên này xử lý cho tốt. Còn vấn đề gì cứ việc nói là được rồi. Chỉ cần ta biết đến, khẳng định trả lời ngươi. Thiếu nữ cười khẽ khoát tay, chặn lại thoải mái nói. Tốt, vậy một lời đã định. Hàng Lập hơi do dự một chút, gật đầu. Trường 927 Phong khởi, xà khởi Một canh giờ sau, cùng chàng thiếu nữ muôn vàng dáng vẻ từ trong địa họa đi ra. Mọi người đã sớm nóng nảy chờ ở ngoài điện. Ba gã luyện khí đệ tử cũng rất điểm nợ đối đáp khách. Về đám nam nữ tu sĩ là lịch phi phạm này, bọn họ thật sự không có chút dụng khí nào dám chậm trễ đón tiếp. Thiếu nữ vừa thức tha bước ra, đám nam tử trẻ tuổi đã vội vàng vây quanh. Quận chúa thế nào? Huyết tỳ ngân không bị tên gia họa kia phá hư chứ? Những người này cực kỳ nhiệt tình hỏi han không có việc gì, đà tạ chưa vị sư huynh đã quan tâm. Hàng sư huynh đã giúp ta tinh luyện tài liệu, đến giờ vẫn chưa có sai lầm gì. Thiếu nữ hất mái tóc mai trên trán vừa tao nhã vừa quý phái, mỉm cười nói. Còn đâu hình tượng nha đầu nọ lúc ở cùng Hàng lộc. Đang từ trong họa điện đi ra, chứng kiến cảnh này, Hàng lộc không khỏi một thoáng co rút khóe miệng. Hệ, Hàng tiểu tử à, người cũng thật xạo trao quá đi. Không ngờ loanh quanh một vòng như vậy mà từ miệng của một tiểu cô nương tìm ra xuất xứ ô phượng linh không thể nào người thật sự có chú ý đánh vào ô phượng đạo đoạt bảo sao đương nhiên nếu biết phương pháp có thể tăng mạnh uy lực của tam diệm phiến ta tất nhiên phải thử hết sức một phen hào phí bao nhiêu tài liệu trân quý cùng tâm huyết như vậy mà uy lực vẫn không thể khiến ta hài lòng hả chẳng phải bận biểu vô ích một thôi một hồi sao dù sao cô bảo bình thường đối phó với nguyên anh hậu kỳ thật sự không có bao nhiêu uy lực đi thôi. Trong khi bọn họ lưu lại hoàn thành quang mấy ngày, ta ở lại trong mật thất đợi là được. Đỡ bị mấy tên gia hỏa kia làm phiền mà chậm trễ tu luyện. Hàng Lập thản nhiên nói, rồi vội thanh vội tức, chuồn ra khỏi hỏa điện, hướng địa phòng đi tới. Hai ngày sau, cùng trang thiếu nữ lại lén lướt tìm đến Hàng Lập, vợ như muốn luyện chế vật gì. Nhưng Hàng Lập đã sớm treo thẻ bài đóng cửa tu luyện và đặt một cấm chế, làm cho thiếu nữ này biểu môi đi lại một hồi bất đắc dĩ hầm hực rời đi. Hai ngày qua đi, đám nam nữ trẻ tuổi này theo Mỹ Phụ Ly Khai Hoàng Thanh Quang, luyện khí điện một lần nữa khôi phục vẻ bình thường vốn có. Hàng Lập thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất quan luyện chế tài liệu để hoàn thành mỗi tháng một nhiệm vụ. Thời gian còn lại, hắn dành thời gian chuyên tâm tu luyện Minh Vương Quyết. Thời gian một tháng trôi qua, bởi vì Hàng Lập không lần nào trì hoãn hoàn thành việc tinh luyện, vì lão đối với hắn ngày càng coi trọng. Trong lúc luyện khí, lão cần dành ra thời gian giảng dạy hàng lập thủ pháp tinh luyện một vài tài liệu đặc thù. Sau đó thậm chí dần dần đem một chút tài liệu trân quý giao cho hắn luyện chế. Hàng lập dù vậy vẫn bất động thanh sắc, đem nhiệm vụ từng tháng đúng hạn hoàn thành, không một lần trì hoãn. Vì lão có chút kinh ngạc, rốt cuộc nhận thức luyện khí thiên phú của hàng lập, hiện nhiên đem càng nhiều tài liệu truyền thụ cho hàng lập. Đồng thời trong lúc luyện khí, những tài liệu không quá quan trọng đều giao cho hàng lập xử lý không bao lâu hàng lập phát hiện những tài liệu được giao đều là tài liệu thổ thuộc tính hiếm thấy điều này làm cho trong tâm hắn không khỏi có chút ngạc nhiên dù sao ngoài trừ số ít phòng ngự bảo vật rất hiếm có pháp khí pháp bảo nào dùng thổ thuộc tính tài liệu luyện chế bất quá hết thảy những điều này cùng hắn không có quan hệ gì hàng lập vẫn bất kể gió mưa đêm ngày dựa theo kế hoạch đã sớm định ra từng bước tu luyện tầng thứ hai mình vườn quyết, hắn mơ hồ đã cảm giác được thân thể mình có những biên hóa kinh người. Ngay lúc này, tại ngoài sơn truyền đến cho hắn một tin tức. Vị nghiêm nho sinh đưa hắn vào núi, được nhiên bệnh nặng, không rõ nguyên nhân mà qua đời. Bệnh nặng, ngày đó nhìn qua thân thể của hắn cũng không thấy có bệnh tật gì trong người. Nhận được tin tức này, Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn nói một câu, đồng thời liên tưởng đến gần đây, có nhiều tu sĩ lạ xuất hiện khi hắn dùng thần thức lặng lẽ quét qua. Mơ hồ, Hàng Lập cảm thấy phong vụ đang muốn nổi lên. Nơi này không thể ở lâu, nếu không sẽ không biết bị cuốn vào trong đại phiền toái nào đây. Hàng Lập dựa vào kinh nghiệm phong phú của chính mình, lập tức đưa ra quyết định. Nhất thời trong thời gian còn lại, Hàng Lập càng để tâm tu luyện Minh Vương Quyết. Hơn một năm sau, Hoàng Thanh Quang xuất hiện một sự kiện không lớn không nhỏ một luyện khí kỳ ngoài sự đệ tử, đột nhiên biến mất không thể giải thích. Sự việc này làm kinh động vài vị cao giai tu sĩ trong hoàng thành quan. Thậm chí cả vị Nguyên Anh Kỳ lão đào cô nghe được việc này cũng tự mình hỏi qua. Một đệ tử giai vị thấp trong mấy ngàn đệ tử vốn chỉ là chuyện vạc vạnh. Thế nhưng tên này lại là, là đệ tử luyện khí điện, có thể luyện chế pháp khí trợ lực các đệ tử khác. Cái này khó trách kinh động nhiều như vậy đến các bậc cao tầng của Hoàng Thanh Quang. Hiện tại, lão đạo cô từng cùng họ Ngọc Mỹ Phụ bàn bạc trong lầu cát, đang ngồi trên ghế thái sư. Bên cạnh là hai hoàng bào đạo cô, một người hơn 40, một người nhìn khoảng 27-28 tuổi. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Thanh Quang chúng ta cực kỳ xem trọng cấm chế, sao lại để một tên đệ tử thần không biết quỷ không hay bỗng nhiên biến mất? Hai người các ngươi giải thích làm sao đây? Lão đạo cô sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm sư bá, ta đã dò xét qua tất cả cấm chế nội môn, toàn bộ hoàng hảo không chút tổn hao, không có dấu hiệu ngoại địch xâm lấn. Xem ra, nếu không phải là pháp trận đại gia, thì chỉ có thể là tên đệ tử kia tự động rời đi. Trung niên đạo cô chần chừ một chút, cùng kính trả lời. Trận pháp đại gia, chúng ta hoàn thành quan hộ quang đại trận, dù là đại tấn mấy trận pháp tông sư đến, cũng không cách nào trong vòng một đêm, từ bên ngoài phá đi. bớt quá, nếu là từ bên trong rời đi thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tên đệ tử kia tên gọi là gì, có lai lịch gì không? Lão đạo cô nhướng mày, sau đó nhớ tới gì thì hỏi. Đệ tử này tên Hàng Lập là do Hoa Liên Sư Điệt hai năm trước từ Bạch Lộ Thư Viện đem một người tán tu mang về trong quan. Đạo cô trẻ tuổi tự hồi biết qua tin tức liên quan vội vàng nói. Hàng Lập, cái tên này sao lại cùng nghiệp gia trưởng lão vừa thu nhận giống nhau như đúc? lão đạo cô bỗng nhiên ngây người, giật mình nói. Đúng vậy, sư điệt khi vừa mới nghe đến tên của đệ tử này cũng sừng sốt một chút. Bất quá, hai người quá nửa chắc, chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù sao một nguyên anh kỳ và một luyện khí kỳ tu sĩ cũng khó có khả năng quan hệ. Tuổi trẻ đạo cô phân tích. Trùng hợp. Thế gian, mặc dù chuyện trùng hợp rất nhiều, nhưng chúng ta cứ đến lúc luyện chế đồ vật kia vào thời điểm bấu chốt là lại có người mất tích hơn nữa kẻ mất tích cùng địch nhân trưởng lão mới gia nhập lại cùng họ tên mặc kệ có phải hay không nhưng thật sự là đúng dịp quá đi việc này người phải điều tra cho rõ ràng phải người tin cậy đi do thám tình hình một chút vị hàng trưởng lão kia cùng tên đệ tử hàng lập ai mà biết được có quan hệ dính líu gì hay không mặt khác gọi hoa liên gia đầu kia tới ta muốn đích thân hỏi một chút về quá trình mang tên đệ tử này về hoàng thành quan xem xem có phải bạch lộ thư viện đã cho chúng ta một cái bẫy? Hơn nữa, luyện khí điện tiến độ một khắc đều không thể dừng. Những gì chúng ta phụ trách luyện chế nhất định phải trong 3 năm, hoàn thành thì mới có thể làm đại sự. Lão đạo cô mà không hề thay đổi phát quân lệnh. Vâng, thực sự thúc. Vâng mệnh. Hai nàng này trong miệng liên tiếp vân dạ, rồi cáo từ đi bố trí công việc. Thấy hai người rời đi, lão đầu cô lúc này mới thở dài một hơi, ngã người về đằng sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ba tháng sau, tại Thái Hưng, phường thị lớn nhất ít Châu, có một người tuổi trẻ dùng tám vạn linh thạch ra giá cao, mua một cửa hàng đã an bài gần trăm năm, gặp bất cứ người nào cũng hỏi về một khối khoáng thạch vô danh. Năm tháng sau, tại phiền quận Trứ Danh phiền xuyên giao dịch hội, một tu sĩ che mặt dùng 15 vạn linh thạch, bàn đi ba khối hỏa tích mộc nửa năm sau tại Phong Châu, Khai Long Phụ, một môn phái tên là Minh Kiếm Tông, phát sinh một vụ mất trộm. Trong tông môn, cất giấu một linh giác của thuyết giác tê, bọn nhiên không cánh mà bay. Tám tháng sau, khúc quần đệ nhất gia, Tân Bình Thế Gia, một nguyên anh trung kỳ đại hán có khuôn mặt xấu xí, đột nhiên tìm tới cửa, dùng một gốc cây ngàn năm linh thảo cùng một quả thất cấp yêu thú linh đan, muốn trao đổi ngụ quan mộc mà Tân Bình Gia đang cất giữ tông Bình Gia gia chủ lực bất tòng tâm, dù đã mời hai nguyên anh đại trưởng lão trong tộc đồng loạt ra tay đối phó người này. Kết quả bị đại hán nguyên anh trung kỳ dùng đài thần thông dễ dàng đem hai gã trưởng lão hóa thành hai khối cử băng. Tổng gia gia chủ thất kinh, bất đắc dĩ nhìn đau, xuất ra ngụ quang mộc. Tên kỳ xấu xí đại hán tiếp tục nhận ngũ quang mộc, cuồng tiếu vài tiếng rồi ném một gốc cây linh thảo cùng một quả yêu đan ngành ngang rời đi hai vị trưởng lão của Tông gia kia phải vô cùng hao phí công phu mới phá bằng cứu ra được. Mặc dù tính mạng không có lo lắng, nhưng huyền khí hao tổn ít nhiều. 9 tháng sau, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, Đại tấn Nam Bộ thường xuyên xuất hiện ba người thập phần kỳ lạ. Một người tuổi trẻ, một tu sĩ che mặt và một đại hán xấu xí. Ba người hành tung có điểm chung là chuyên đi tìm các loại tài liệu trân quý trong đó người trẻ tuổi chuyên thu mua những tài liệu vô danh cổ quái mà tu sĩ che mặt tại phòng đô giá rất bảo tay như là trong tay có vô cùng vô tận linh thạch đại hán xấu xí thì không chút khách khí tìm tới các thế gia cùng một vài tiểu tông môn mạnh mẽ ép buộc dùng linh dược và yêu đan đổi lấy thiên tài địa bảo mà bọn họ đang cất giấu đương nhiên trong đó cũng xen kẽ một vài đại môn phái bên trong nội khố có một thứ gì quý hiếm trong vòng một đêm không thấy bóng dáng người trẻ tuổi tu sĩ che mặt, ngoài trừ có chút khác người, thì hết thảy đều không gây sự chú ý quá nhiều đối với người khác. Chỉ có đại hán cường hạn cho đội trân bạo, môn phái cùng với sự phát sinh tại nội khố một số đại môn phái đã làm chấn động thiên tấn Nam Bộ tu tiên giới. Các tu tiên tông môn trong cơn đại nộ liên tục phái xuất môn hạ đệ tử đi khắp nơi truy tầm vị đạo tạc thần bí này. Các đại tông môn đứng đằng sau lưng các thế gia bị đại hán xấu xí cường hạn ép giao dịch cũng phái ra dân thụ, trải rộng khắp nơi, luận bắt vị tu sĩ to gan lớn mật nọ. Chương 928, Nhạc Dương Cung Lũng Châu là một châu phủ lớn nhất vùng biên giới Tây Bộ của Đại Tấn. Bên trong núi cao trùng điệp, chương khí độc xà vô số, cho nên ở đây để đủ các loại linh thú độc trùng nổi tiếng. Nhưng bất đồng với các đại châu quận khác, chỉ có chính đạo nội danh hiện hách Nhạc Dương Cung và Ma Mộc Tông, một trong mười ma tông lớn nắm quyền quản lý. Thế lực bên ngoài căn bản không thể nhúng tay vào nội tình bên trong châu, mà các thế lực tu tiên bản xứ ở trong châu là các tông phái nhỏ không đáng nhắc tới, càng không thể tạo thành uy hiếp với hai tông môn siêu cấp này. Hơn nữa không phân biệt, chia đều gia nhập dưới thế lực hai nhà này để được che chở. Toàn bộ châu hoàn toàn nằm trong không chế của hai nhà này, hình thành cục diện hai thế lực mạnh mẽ cùng tồn tại mà Nhạc Dương Cung nằm ở Thiên Nhạc Sơn Mạch trong vùng Tây Xuyên, phường viên hơn 10 dặm của Sơn Mạch, toàn bộ đều là núi non hoang vu, liền miên không dứt. Nhạc Dương Cung đặt tại ngọn núi Nam Thiền Phong, trung tâm của Sơn Mạch. Đệ tử trong cung có đến mấy vạn người, trải rộng khắp các ngọn núi lớn nhỏ ở bốn phía chung quanh, biển chung quanh trung tâm Thiên Nhạc Sơn Mạch thành chỗ vách sắt tường đồng không chỉ nói căn bản không có tu sĩ nào dám có chủ ý đánh nhạc dương cung. Cho dù ngẫu nhiên có kẻ to gan lớn mật, cũng không thể xuyên qua đại trận có 13 tầng cấm đoạn, hình thành nên một công chế đáng sợ, bố trí từ trong ra ngoài Nam Thiên Phong. Nhưng có một ngày, một nhóm đệ tử vừa mới từ trên một ngọn núi không người, ở bên rìa sơn mạch, ngự khí đi qua, thì trên đỉnh núi, đột nhiên thanh quang khẽ lóe lên, một người thanh niên áo xanh, hai tay để sau lưng, đứng trên một tảng đa lớn hướng về bóng lưng các đệ tử nhạc dương cung, đi xa yên lặng nhìn, trên mặt không chút biểu tình. Người này chính là Hàng Lộc Hàng tiểu tử, người thật muốn xuống tay với nhạc dương cung sao? Ta không cho đây là chú ý tốt đâu. Nhạc dương cung là một trong mười đại tông phái chính đạo, thực lực cũng đồ xếp ở năm vị trí đầu, không phải dễ dàng có thể trêu chọc. Đại diện thần quân trong thần thức truyền âm nói. Ta tự nhiên biết việc này, nhưng tất cả tài liệu chế tạo tam diệm phiến Ta trong tối ngoài sáng cũng thu được bảy tám phần. Hiện tại chỉ thiếu lồng đuôi hào dương điệu và vậy của xích hỏa giao. Xích hỏa giao thì tốt rồi. Chúng ta tại khu chợ có được tin tức tại bờ biển vùng Đông Bộ Đại Tấn xuất hiện mấy con ác giao lợi hại lên bờ cắn nút tu sĩ. Hình như là một con hồng dao, không phải là xích hỏa giao, nhưng cùng tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Ta có thể thử thời vận. Còn hạo dương điệu, chúng ta đã hỏi thăm tất cả khu chợ vùng Nam Bộ này. Chỉ có nhạc dương cung là nuôi dưỡng loại linh cầm này. Không đến nơi này thì còn có thể tới nơi nào. Nhạc dương cung mặc dù khó dây vào, nhưng cũng chỉ kiên trì đến cùng mà thôi. Hàng Lập lạnh lùng nói. Ta cũng không phải bảo ngươi che giấu nhạc dương cung. Ngươi làm gì mà không trực tiếp tới cửa trao đổi chứ? Cần gì phải âm thầm xuống tay? Lấy ngươi, hiện tại tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, cầm ra vài món bảo vật quý hiếm không chừng đối phương sẽ bán người một cái nhân tình. Đại diện thần quân cười hát hát nói. Tuyền bối nói đùa rồi. Trao đổi cũng phải tại song phương thực lực cân bằng nhau mới có thể tiến hành. Ta chỉ là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Nhạc dương cung có đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ ngồi trấn giữ. Như thế nào đem từ bi nhỏ nho của hậu bối đặt trong mắt. Hơn nữa nhạc dương cung rõ ràng đem hai con hào dương điệu thành linh cầm truyền thừa tông môn sẽ không để ta hái vụ lên, làm cho con chim này tổn hao tu vi, mà vật ta cầm ra trao đổi có giá trị rất thấp. Nhạc Dương Cung khẳng định không để vào trong mắt, còn nếu đưa ra đồ vật quá quý hiếm, sợ rằng làm Nhạc Dương Cung nổi lên lòng muốn giết người đoạt bạo. Ta, một tán tu từ bên ngoài đến, ở trong phạm vi thế lực của đối phương, Nhạc Dương Cung cũng không cần bận tâm điều gì. Ta cũng không có hứng thú đem an nguy chính mình, ký thác vào ý niệm của đối phương nếu từ vi là nguyên anh hậu kỳ ta không chừng thật theo lời tiền bối nói hàng lập cười lạnh một tiếng nói người nói cũng có lý nhưng mà ngươi tại xung quanh vùng đề sơn mạch này ở lại hơn 10 ngày chẳng lẽ cứ như vậy yên lặng chờ hạ dương điệu kia tự động bay ra hay sao hơn nữa nhìn cử động của ngươi dường như là tìm địa phương nào đó người có chủ ý gì quỷ quái đại diện thần quân im lặng một lát sau khi không thể không thừa nhận hàng lập nói có lý nhưng lại đối với việc làm gần đây của Hàng Lập có chút tò mò. Không có gì, chỉ là tìm địa phương thích hợp để bố trí cạm bẫy thôi. Hàng Lập ánh mắt chấp đồng, mỉm cười nói. Bố trí cạm bẫy? Ta đã biết nếu người dám đánh chủ ý với nhạc dương cung, khẳng định có chút cách thức quỷ quái. Trước tiên, nói cho ta nghe một chút đi. Đại diện thần quân cười khẽ nói. Đợi vạn bối tìm địa phương thích hợp, tiền bối sẽ biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thật ra, Nhạc Dương Cung có hai con hạ dương điệu, một lớn một nhỏ, thích hợp xuống tay với con nào. Hàng Lập nheo mắt, nhìn hướng nam của trung tâm Sơn Mạch nói. Này còn phải nói sao? Con hạ dương điệu lớn, nghe nói tu vi đạt tới cấp 8, người có khả năng trong thời gian ngắn thu thập được nó sao? Đại diện thần quân thản nhiên nói. Điều này cũng đúng, nếu không phải loại thường cổ linh cầm này, linh trí mở ra rất khó. Tại nhân giới, căn bản không thể hóa thành nhân hình, thì làm sao lại can tâm để nhạc dương cung sử dụng. Ta cũng không có nắm chắc đối phó được đại thần thông của loại linh cầu này. Về phần con nhỏ, nghe nói hơi yếu một chút, chỉ có tiêu chuẩn cấp 7, đối phó dễ dàng hơn. Hàng Lập trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý. Chẳng qua, dùng lồng đuôi của con hào dương điệu cấp 8, luyện chế tam diện phiến, quy lực của nó chắc hẳn lớn hơn vài lần. Đại diện thần quân có chút tiếc nuối. Quên đi, thế giới nào có chuyện thập toàn thập mỹ. Đối phó hạo dương điệu cấp 8 không phải một điểm cơ hội cũng không có, chỉ là nguy hiểm quá lớn một chút, hơi chút trì hoãn thời gian, liền kinh đồng tu sĩ nhạc dương cung. Ta cũng không nghĩ lập lại một màn bị người ta đuổi giết đến trọng thương ở thiên lang thảo nguyên, vẫn là đối phó với con hạo dương điệu nhỏ kia, càng ổn thỏa một chút. Hàng lập lắc lắc đầu nói, uhm, người nói cũng không sai, bất quá, hai con hạo dương điệu này không kể lớn nhỏ, hơn nửa thời gian đều trong nhạc dương cung, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài. Tại trong trăm dòng qua nhạc dương cung, hoạt động một chút, sẽ không dễ dàng đi xa trung tâm sơn mạch. Muốn cướp lấy, phải hoàn toàn nhờ vào thủ đoạn của người. Đại diện thần quân cười nhỏ một tiếng, có chút chờ mong. Cái này yên tâm đi. Lúc trước ta dùng dẫn mộng thuật, đã từ trong miệng một người đệ tử nhạc dương cung, hỏi ra quy luật xuất cung của Hào Dương Điệu nhạc dương cung bởi vì sợ hai con linh cầm ở cùng một chỗ sẽ quản thúc không tốt nên cố ý đem hai con linh cầm mỗi tháng với thời gian khác nhau thả đi ra dạo mát đây là cơ hội của chúng ta hàn lập cười lạnh một tiếng nói một cách chắc chắn người quả nhiên biết nàng nhẹ không cần lão phu chỉ điểm cái gì chẳng qua ngàn vạn lần đừng trẻ tấn kinh giao dịch hội còn rối của ta còn thiếu vài loại tài liệu hẳn là tại đó tìm được đến tay đại diện thần quân chợt nhớ ra điều gì liền dàn dò. Tấn kinh đấu giá hội là một trong ba đại hội đấu giá của Đại Tấn. Mười năm mới mở một lần, ta hiện nhiên sẽ không trễ. Xong chuyện này, chúng ta liền đi tới Tấn Kinh, sau đó tiếp tục đi vùng đông bộ Đại Tấn, đi tìm con ác giao kia. Hàng Lập trong lòng đã sớm có kế hoạch từ trước, bình tĩnh nói. Cái này được, bật quá, lại nói, hành động của ngươi trong đoạn thời gian này thật đúng là làm cho lão phu nhìn bằng con mắt khác. Lão phu tưởng rằng người muốn thu thập tài liệu như vậy, tối thiểu cũng phải mất 3 bốn năm. Không nghĩ tới người song song tiến hành thủ đoạn trực tiếp thu mua công khai cùng cướp đoạt. Cái nào người cũng dùng, ngắn ngủi trong vòng một năm đã đem tài liệu thu thập gần đủ. À, dạ, loại quyết định kiên quyết này thật đúng là chuyện lão phu không có nghĩ tới. Đại diện thần quân không nhìn được, lấy làm kỳ, nhưng trong thanh âm mang theo ý cười rõ ràng đối với cách làm của Hàng Lập rất hài lòng. Vạn bối cũng muốn chậm rãi dùng phương pháp ổn thỏa sưu tầm tài liệu, nhưng là thời gian không chờ người. Nguyện thần của tiền bối, mặc dù có dương hồn mộc nuôi dưỡng, nhưng rõ ràng so với trước kia suy yếu hơn. Vạn bối nếu muốn tận mắt thấy con rối nguyên anh cấp của tiền bối, chỉ có nắm chặt thời gian. Hàng Lập thần sắc vừa động, âm thanh dừng lại một chút, sau đó mới bình tĩnh nói. Người coi như là cố tình ta cũng biết rõ, thần thức của ta kiên trị nhiều lắm khoảng 3-4 năm, nguyện thần của ta thật sự sẽ tan đi. Chẳng qua những tốc độ người thu thập tài liệu, tại trước khi ta luân hồi, đem luyện chế con rối xong xuôi, thật ra là chuyện rất có hy vọng. Đại diện thần quân sau khi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Sau khi tiền bối gặp vạn bối, trước sau giúp vạn bối rất nhiều lần, hàng mộ cũng không phải hàng người bạc tình bạc nghĩa. Những chuyện đó vẫn nhớ mãi trong lòng tâm nguyện của tiền bối ta chắc chắn hết sức trợ giúp tiền bối mà đạt được. Hàng lập thở dài một tiếng trình trọng nói. Kỳ thật, ta giúp ngươi cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Dù sao, nếu là ta rơi vào tay người khác, sợ rằng kết quả cũng không tốt đến như vậy đâu. Đại diện thần quân cũng có chút cảm khái, nói thật lòng mình. Hàng lập cười cười, lập tức thân hình nhoáng lên, thành quang chớp động, cả người tự như đón gió hóa thành vô hình, một lần nữa thân hình ẩn đi. Hai ngày sau, Hàng Lập xuất hiện trong một tòa sơn cốc nhỏ khác. Sơn cốc này bị một mạng lớn rừng đào bao trùm, tạo ra một màu phấn hồng. Hòa đào khắp nơi, đúng là một cổ cảnh sắc tú lệ. Hàng Lập trôi nổi đằng trên, vừa quan sát toàn bộ sơn cốc, vừa đem thần thức, phóng ra nhìn qua trăm dặm phụ cận một lần. Trên mặt rút cuộc, lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, vị trí này rất hẻo lánh. Xung quanh cũng không có lấy một tên tu sĩ nhạc dương cung. Sơn cốc cũng rất thích hợp để bố trí trận pháp là nơi này đi hàng lập thì thào tự nói cả người hóa thành một đạo thanh hồng hạ xuống trung tâm rừng đào hàng lập không nói hai lời lập tức bận biểu trong sân cốc một hơi ra, bày ra bảy tám bộ trận kỳ bố trí trận pháp hơn nữa đều là các loại trận pháp ngăn chặn khí tức ngăn chặn linh khí những trận pháp chân chính có tác dụng bao vây địch nhân chỉ có hai ba cái mà thôi mặt khác trong đại trận này còn bố trí một cái ảo trận tại vị trí của chính mình, đem tình hình trong rừng đào che giấu hơn phân nửa. Đại diện thần quân chứng kiến việc này, trong mắt hiện ra tia tò mò, cuối cùng cũng nén lại không có hỏi, tiếp tục thờ ơ là nhạt nhìn tiếp. Sau khi bố trí xong xuôi, Hàng Lập cũng không có hành động gì mà ở chỗ trung tâm rừng khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt nhập định. Chương 929 Hào Dương Điệu Lúc ngày thứ ba, trời tối, Hàng Lập vẫn đang ngồi nhập định thẳng tới lúc này, rút cuộc mở mắt ra. Hắn nần tay, ngận nhìn sắc trời tối mịt. Bàn tay vừa lật, một khối nguyệt quang thạch xuất hiện ở trong tay. Đèm viên đá này hướng không trung ném đi. Một vùng ánh sáng trắng như sữa lan ra, chiều sang khắp xung quanh rừng đào. Hàng Lập im lặng đứng dậy, lấy ra một khối sàn hô có màu hồng, lớn chừng vài thước, hướng một gốc cây đào ném tới. Sau đó lại bóc ra một cái hộp ngọc, mở nắp hộp lộ ra một gốc linh thảo mỏng manh có 13 lá. Linh thảo có màu trắng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, đúng là cây nghe thường thảo, được hắn đề cao không biết bao nhiêu lần. Đây là thủ đoạn mà ngươi chuẩn bị. Chờ hạng lập đem nghe thường thảo trồng ở trên cây sang hô, đại diện thần quân vẫn không hiểu tại sao, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Hắn mặc dù thấy hạng lập dùng loại linh thảo này nuôi dưỡng về kim trùng, hiệu quả phi thường tốt, nhưng hiện tại cầm linh thảo này ra vẫn là làm cho hắn rất nghi hoặc. Hàng Lộc nghe được câu hỏi này khẽ cười một tiếng. Thật ra, linh thảo này còn có tên gọi khác là dù yêu thảo. Không cần nói, tiền bối cũng có thể minh bạch ý định của vạn bối. Dù yêu thảo, chẳng lẽ người muốn? Đại diện thần quân chợt hiểu ra, thành âm vang lên. Không sai, sáu ngày sau thì con hạo dương điệu nhỏ kia thả đi ra, hít thở khí trời. Đến lúc đó thì Hàng Lập cười lạnh một tiếng. Phương Sử là một tu sĩ trúc cơ kỳ trong nhạc dương cung. Cấp tu sĩ loại này, trong cả nhạc dương cung cũng không đến một ngàn thì có đến tám trăm. Theo lý thuyết, hắn trong cung không phải là một nhân vật quan trọng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại, không muốn nói những tu sĩ trúc cơ kỳ khác mà đến một vài vị sư thúc, sư bá kết tu đan kỳ, thấy phương Sử cũng khách khách khi khí với hắn, đối với hắn không có chút nào giống với vàng bối, trong cung có chỗ tốt gì được cấp xuống, thì phương sự sẽ là đệ tử trúc cơ kỳ đầu tiên được nhận. Phải nói, địa vị của phương sự trong nhạc dương cung quả thật không tồi. Chẳng qua trong lòng hắn ngoài đắc ý ra, còn biết mang lại cho hắn hết thảy. Chẳng qua là do chức vụ hắn đảm nhiệm. Hắn là tu sĩ trong cung, chuyện buồn phụ trách chiêu cố con hào dương điệu nhỏ hơn. Sợ dị tuyển trung hắn là bởi vì hắn trời xanh, đã có năng lực đặc thù, thông hiểu một ít ngôn ngữ cầm loại lên điệu không có người thay thế. Nếu không, theo sự trân quý của Hạo Dương Điệu thì cũng không đến lượt hắn phụ trách chiêu cố. Dù sao, cái gọi là chiêu cố, ở một trình độ nhất định cũng có thể sử dụng linh cầm này. Việc này hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hắn phụ trách linh cầm tùy tu tù vi nông cạn, nhưng là dễ dàng thắng tu sĩ kết đan hậu kỳ, tồn tại ngang nguyên anh cấp. Việc này cũng khó trách những tu sĩ khác đối với phương sự rất là kiên kỵ Chuyên môn chiêu cố linh cầm đã hơn 30 năm, phương sự tự nhiên quen tay vô cùng. Duy có một điều phiền toái, chính là vô luận ngồi yên tu luyện, hắn cũng không thể không ở cùng linh điệu cả ngày. Thậm chí, thả cho linh cầm này đi ra ngoài hít thở, tự động bay nhảy trong thời gian nửa ngày. Hắn cũng không thể không gián đoạn tu luyện của mình, âm thầm đuổi theo xa xa, để phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất quá, đối với chuyện này, phương sự một điểm cũng không lo lắng. Thiên nhạc sơn mạch mười vạn dặm, toàn bộ đều là phạm vi của nhạc dương cung khống chế là có thể xảy ra chuyện gì trong lòng thản nhiên suy nghĩ như vậy một ngày nọ phương sự theo hạo dương điệu sáng sớm đã bay ra khỏi tổ đi theo xa xa ở đằng sau con hạo dương điệu này hình thể không lớn lắm hình dáng dài khoảng một trường nhưng chùm lông vụ ở phần đuôi đã chiếm hơn một nửa chiều dài của nó xa xa nhìn loài chim này giống như một con khổng tước to lớn rực rỡ nhưng trên đời lại có con khổng tước có lồng vũ đỏ rực, diễm lệ bậc này sao? lên cầm rõ ràng có chút hưng phấn. Sau khi ra khỏi cấm chế của nhạc dương cung, rung động hai cánh đỏ hồng trong không trung, bay lượn nhảy múa không ngừng, không hề phát hiện có người theo sau mình. Nếu là dùng phương pháp bình thường, phương sự hiển nhiên không thể dâu diếm thần thức của hào dương điệu. Nhưng là tại trước khi đi ra, hắn đã sớm mang thêm trên người một cái liệm tức phù mà trong cung đặc biệt chế tạo cho nên cho dù hắn tu vi nông cạn vẫn cứ yên tâm không bị hào dương điệu phát hiện hôm nay nhìn con chim này hưng phấn trong miệng hót vàng thánh thót phương sự hiểu ý cười ở cùng linh cầm này đã lâu hắn hiện diện biết giờ phút này hào dương điệu đang sung sướng cực độ xem ra con chim này đã mong đợi cả nửa tháng này đối với chuyến ra ngoài hôm nay cứ như vậy hào dương điệu ở trên không trung của nhạc dương cung không chút hoang mang bay quanh trong một hồi lâu sau đó mới đổi hướng, bắt đầu hướng bên ngoài bay đi. Phương sự không chút phật lòng, dựa theo thói quen của con điệu vương này, bay vòng qua nhạc dương cung một vòng thật lớn trong phương viên 100 dặm, mới hài lòng bay về trong cung, cho nên cũng từ từ theo sau. Nhưng là lần này, hãng theo con chim này bay mới hơn 30 dặm, chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Vốn hạ dương điệu vẫn hết sức phấn khởi, đột nhiên hai cánh dừng lại, tiếng hót trong miệng biến đổi, phát ra bén nhọn và thê lương. Đằng sau phương sự nghe tiếng chim hót này, giật mình một cái, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đã thấy hạo dương điệu khẩn cấp, chuyển động hai cánh, trên thân đột nhiên toát ra hỏa diệm rộng đến mấy thước. Phương hướng biến đổi phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động, đã hóa thành một viên hỏa cầu thần lớn, bắn ra xa hơn mấy trăm trường. Chuyện này, phương sự kinh hại, lập tức sợ đến hồn bay lên trời. Lúc hắn tỉnh táo, vội vàng từ trên người lấy ra một khối ngọc bài, lựu mạng rót linh lực vào bên trong, miệng đồng thời phát ra một tiếng chim kêu kỳ lạ, muốn kêu hào Dương Điệu quay lại. Ở xa xa, Hạo Dương Điệu trong hỏa quang phản phất nghe được tiếng gọi về, nhưng là thân hình sau khi thoáng chần chừ một chút, trong miệng phát ra tiếng kêu càng thêm vang dội, cũng không quay đầu, biến mất không thấy bóng dáng trong không trung. Phương sự thế cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lơ lửng yên một chỗ giữa không trung nhất thời không biết phải làm sao cho tốt. Nhưng một lát sau, hẳn như nghĩ ra điều gì, từ trong túi đựng đồ lấy ra một tấm truyền âm phù, hoảng hốt nói vài câu trong lá bùa này, không suy nghĩ thêm đem lá bùa hướng khoảng không ném đi. Bỗng nhiên lá bùa hóa thành một đạo hỏa quang nhắm thẳng nhạc dương cung bay nhanh đi. Mà chính hắn thì cắn răng, nắm chặt ngọc bài trong tay, theo phương hướng hạo dương điệu biến mất, ngự khí truy đuổi mặc kệ có hay không có thể đuổi tới, hắn đều không thể ở chỗ này chờ đợi. Nếu không, bị mấy vị sư tổ gặp, thế nào cũng bị phàn nặng. Ngay khi phương sự phấn khởi đuổi theo, các nơi có linh thú khác của thiên nhạc Sơn Mạch cũng đồng thời có đại loạn nổi lên. Tại phía bắc Sơn Mạch và tên đệ tử cấp thấp ở nhạc Dương Cung đang liều mạng dùng dây cương bằng bạc, cuộc dưới chân từng con chim lớn kỳ lạ, giống như chim kền kền lại sức mạnh không chế những con linh cầm bậc thấp này đang đột nhiên thay đổi phương hướng, không thể không chế được. Chỉ chốc lát sau, mỗi người đều mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi, nhưng linh cầm dưới chân vẫn cực kỳ liều mạng quay đầu, muốn đi về cùng một phương hướng. Trong một hang động bí ẩn bên rìa sơn mạch, một người thân mặc phục sức màu vàng xanh, vị tu sĩ che mặt này giống như một cây khô, chính đang dùng bàn tay mang lục quang lập lè, gắt gào để lại một con nhện màu đen đã trưởng thành nhìn yêu thú trước mặt nổi giận trừng mắt nhè răng mắt người này hiện lên vẻ kinh nghi nam thiền phong nhạc dương cung tại một chỗ bị cấm chế che lấp trong bí điện một nữ tu sĩ tóc trắng thân mặc áo tím đang dùng tay vuốt ve một con hào dương điệu khác đang nằm sấp trước người nàng con chim này thoạt nhìn cùng con của phương sự giống hệt nhau chỉ là thân thể hơi to lớn một chút mà nữ tu sĩ lớn tuổi này rõ ràng cảm ứng được linh cầm dưới bàn tay mới vừa rồi bắt đầu có chút dấu hiệu nồn nóng bất an. Không phải nàng lập tức làm phép, mạnh mẽ trân áp lên cầm này, thì con chim này cũng bay ra khỏi bí điện. Mặt nàng mang một tia cổ quái, không khỏi trầm ngâm. Phương sự, một đường không tiếc pháp lực đuổi theo, sớm đã bị hào dương điệu bỏ xa không còn thấy bóng dáng. Nhưng là hắn có ngọc bài này, có thể cảm ứng được vị trí lên cầm, cho nên tại trong thiên nhạc sơn mạch, không sợ mất dấu, đuổi theo hào dương điệu, nhưng sau một lúc bay thẳng tới mới phát hiện một sự việc đáng sợ cực kỳ. Chỉ thấy trên mặt đất trong vùng núi, có một ít yêu thú cấp thấp từ trong sào huyệt chạy ra như bay. Phương hướng cùng hạ dương điệu bay đi rất giống nhau, liệu mạng chạy nhảy như bay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hình thành một luồng thú triều không nhỏ. Trong đó không thiếu một ít yêu thú hiếm thấy, bình thường muốn tìm kiếm trong núi nhưng đều không có tung tích. Mà cao gia yêu thú và yêu cầm có thể phi hành trong sơn mạch sớm đã bị nhạc dương cung cao dài tu sĩ bắt hết, nên không cần sợ hãi điều gì. Nhưng cho dù là như vậy, bầy thú cùng hạ dương điệu kia, đột ngột mất khống chế, vẫn làm cho phương sự trong lòng kinh hãi cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Mà tại sơn cốc bí ẩn cách đó mấy vạn dặm, hàng lộc khoanh chân tịnh tọa trên mặt đất. Trước mặt đất, nghề thượng thảo trần trên sang hô được bao phủ một quần sáng màu đỏ. Linh thảo này đã nở ra sáu lá dưới linh quang lưu chuyện có vẻ thần bí cực kỳ. Hàng lập lúc này cũng không hề nhìn chằm chằm vào nghề thường thảo, mà hai mắt nheo lại, chăm chú nhìn tình hình bên ngoài rừng đào, trên mặt không chút biểu tình. Bên ngoài cấm chế đã tụ tập mấy chục linh thú cấp thấp ở gần đang chạy tới. Chúng nó liều mạng đánh sâu vào trong tầng cấm chế bên ngoài, muốn lọt vào trong rừng đào các nuốt nghề thường thảo sáu lá thiên nhạc sơn mạch lại có nhiều yêu thú cấp thấp như vậy thật là làm cho hàng lập có chút bất ngờ chẳng qua yêu thú cấp thấp mặc dù nhiều hơn nữa hàng lập lại không để ý tới ngược lại nhắm hai mắt đem thần thức hướng nhạc dương cung cẩn thận quét tới theo hắn tính toán bàn vào uy lực của nghề thường thạo tác dụng hấp dẫn thất cấp yêu thú hẳn là thích hợp nhất mà hạo dương điệu vừa là lên cầm tốc độ bay so với pháp bảo bình thường còn nhanh hơn nhiều cho nên không bao lâu sau cũng sẽ tới nơi này. Không bao lâu, trên khuôn mặt lạnh như băng của hàng lập, thần sắc biến đổi, bỗng nhiên mở hai mắt, hai tay bắt quyết, trong miệng hàng lập hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mấy đạo pháp quyết cùng lúc đánh ra, đã đem tầng ảo trần ngoài cùng khởi động. Một tầng sương màu trắng từ dưới đất hiện lên, chọn nháy mắt đem khắp rừng đào bao phủ bên trong, mà lúc này từ đồng tây hai hướng, đồng thời truyền đến một tiếng giả thú điên cuồng, hét lên cùng một tiếng chim hót vang dội. Một khối ánh sáng màu vàng thật lớn cùng một đoàn hỏa cầu màu đỏ cực đại, cùng lúc từ hai phương hướng bay thẳng tới. Mục tiêu lại đều là sơn cốc hàng lập đang ở. Nhìn thấy tình hình này, trong miệng hàng lập nhẹ a à một tiếng, mặt lộ ra tia kinh ngạc.